Ưu cao thủ Tống Quân Uyển anh em ạ. Em vừa mới thấy chạy qua. Đây Tống Quân Uyển. Đây là một cao thủ mà đánh mấy hôm nay em thấy toàn là top 2, top 3 thôi. Đấy, chúng ta cùng xem qua cái lượng đồ. Không biết là em cũng chưa định hình được phái gì. Đấy. Nhiều anh em thấy bảo Thiên Nhẫn rồi đầu tiên soi đồ đó là phán phái nha anh em nhé. Một cái vũ khí choáng 40, kháng hỏa 17, sinh lực 127. Vũ khí này thì cũng cũng bình thường thôi, vào cái thời kỳ bây giờ thì vũ khí này là bình thường thôi. Không phải là vũ khí, không phải là vũ khí khí tím anh em ạ. Đấy. Để chạy lại xem có cái ngôi sao gì trên đầu không. Mũ đi. Mũ phòng thủ vật lý à? Mũ làm chậm 40 phòng thủ vật lý 17 cũng bình thường. Cũng bình thường. Không 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 quá gì căng thẳng cái mũ này cả. Bao tay đi. Bao tay cũng bình thường nốt. Bao tay không phải mắc ọp. Nó chỉ làm vừa đủ thôi. Kháng hỏa còn 20 là còn đập xịt này. Phòng thủ vật lý đập xịt này. Mà mũ này là mũ cực kỳ dễ đập nhé. Xét nhu tình. Xét nhu tình. Nhẫn đi. Kháng lôi 27. Đai lưng quá bình thường của thời kỳ này. Phèn là các. Giày cũng phèn luôn. Giày bây giờ phải giày 40, 40, 25. Phải sinh lực nội lực. Cần cho mình một cái đường nghe bào kỹ năng vốn có một cấp. Ặc này top 73. Ặc này top 73. Nếu mà Thiên Nhẫn mà đánh được như này, một kỹ năng này với long bào này thì Thiên Nhẫn 15k lực tay. Nếu em nhớ không nhầm thì Thiên Nhẫn 15k lực tay. Thì cũng căng đấy. Nhắn tin của anh Huy ơi, nhắn tin của anh Huy ơi. Đi một con đích lô rất bình thường mà đánh được trong top 2 này thì em đánh giá đây là một người trình cực kỳ cao. Thiên Nhẫn nếu anh em không biết là Thiên Nhẫn là được được búp rồi, được búp về mặt kỹ năng rồi. Nghĩa là khi mà anh mặc cái áo nhu tình, anh lên một kỹ năng thì nó là chưa ăn thua nhiều. Nhưng anh em thêm một cái long bào này thì nó hai kỹ năng. Hai kỹ năng đó thì nó sẽ làm cho giống như con Cologne của em á. Con Cologne của em thì nó sẽ được tăng khi mà ở cái mốc 22 kỹ năng thì nó sẽ được tăng cái mốc lực tay à cái mốc tầm đánh lên 52. Nó kiểu vậy á. Nó kiểu vậy á anh em ạ. Có thể anh em không biết. Có thể anh em không để ý. Nhưng mà nó lại là sự thật. Đấy. Ok anh em nhé. Và đây là cao thủ Tống Quân Uyển. Phái thì theo anh em đánh giá đây là theo nhiều anh em nhận định đây là phái Thiên Nhẫn. Thì em cũng chỉ nghĩ đây là cũng là Thiên Nhẫn thôi. Hoặc càng lắm là một con võ đa. À một con cái bang. Đấy. Hoặc dị hợm hơn thì là võ đang. Đấy để ba phái đó thôi. Nhưng mà tỷ lệ cao nó ở Thiên Nhẫn. Thì ra là một con Thiên Nhẫn anh em ạ. Ok anh em nhé. Đây là cao thủ Tống Quân Uyển thuộc biên chế của bang Tuyệt Thế. Cụm Thiên Hạ Truyền Kỳ.com. Cảm ơn tất cả anh em nha.